Trong một thế giới tài chính đầy những nhiệm vụ khó khăn, một hệ thống ngân hàng với những thương vụ luôn sôi động, đầy cám dỗ cùng những tên tội phạm ngân hàng nguy hiểm. Chúng tôi luôn tìm kiếm những con người nhiệt huyết, sáng tạo và chuyên nghiệp. Chúng tôi tìm đến ngân hàng VietinBank, bởi chỉ ở đó chúng tôi mới có thể tìm thấy những thiên thần của VietinBank. Good morning, boss. Các em có nhiệm vụ mới đây. Theo định hướng phát triển của VietinBank, các em sẽ tham gia thành lập một chi nhánh mới, chi nhánh Bắc Thăng Long tại khu vực Sóc Sơn. Cái gì? Sếp ơi, đó là khu vực ngoại thành miền núi. Ngân hàng làm sao phát triển được? Khó mới phải nhờ các em. Với hai vũ khí lợi hại là sức trẻ và sự nhiệt huyết, VietinBank tin ở các em. Chúc các em thành công. Phòng giao dịch, báo cáo công việc. Báo cáo, đã vận hành 5 phòng giao dịch tại khu công nghiệp Nội Bài, Phố Nỉ, Phú Ninh, Long Biên và sân bay Nội Bài. Các phòng giao dịch đã hoạt động ổn định và đang phát triển tốt. Phòng khách hàng và bán lẻ, báo cáo công việc. Báo cáo, đã khai thác toàn bộ hệ thống khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là khách hàng tại các khu công nghiệp, khu sân bay, khách hàng vừa và nhỏ trên toàn địa bàn. Đồng thời đã thu hút trên 5.000 khách hàng cá nhân. Sau hơn 1 năm hoạt động, nguồn vốn đã tăng 1.500 tỷ đồng, dư nợ tăng gần 1.000 tỷ đồng. Good morning, Angels. Good morning, boss. Well done. Năm vừa qua, chi nhánh Bắc Thăng Long có tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng. Cấp trên rất tự hào và khen ngợi 55 cán bộ của chi nhánh Bắc Thăng Long. Các em hãy trở về hội sở, nhận phần thưởng và chuẩn bị triển khai nhiệm vụ mới. Có một vấn đề, sếp. Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của bọn em. Có vấn đề gì vậy? Vấn đề là, trong một năm qua, sau biết bao khó khăn và thử thách, biết bao nỗ lực và cố gắng, giờ tất cả chúng em đã trở thành một gia đình. Chúng em muốn ở lại đây để đầu quân cho chi nhánh Bắc Thăng Long. Đó là sự lựa chọn của các em. Nhưng nhiệm vụ sắp tới để tiếp tục phát triển chi nhánh sẽ khó khăn đấy. Chúng em có niềm tin, có sức trẻ, có niềm tự hào VietinBank. Và chúng em có nhau. Các thiên thần sẵn sàng hóa thân trong 3, 2, 1. Không là hoa của những buồn đau, tôi là hoa của những nụ cười. Cuộc sống của tôi yêu biết bao. Dù rằng tôi vẫn biết rằng gian khó đang chờ, rằng điều tôi bước tiếp con đường đã sẽ không dễ dàng. Chẳng gì ngăn được tôi vào những ước mơ này, vì tôi yêu, yêu lắm cuộc đời, và tôi tin vào con tim tôi. Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Sống với nơi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Sống với nơi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời.
gian nan, thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi. Tôi sẽ viết lên câu chuyện của cuộc đời.